Sẽ chia sẻ cách làm lộm su hào nhé. Mùa này là mùa su hào ạ. Mình vừa ra vườn ngắt được hai quả cục su hào. Nó rất là già, không phải là già quá nhưng mà cũng đã cứng và già rồi. Su hào trồng ở vườn cho nên nó không được to lắm nhưng đã già cây rồi. Già cây thì làm lộm thì nó sẽ rất là ngon. Và nguyên liệu ở đây mình chuẩn bị đầy gồm có này, ớt này, chanh này, hoặc quất nhé, để chúng ta làm cái nước chua nhé. Đường nữa, rau thơm, xà lách để bày dưới cho đẹp. Và một củ cà rốt mình rửa sạch hết rồi. Và thêm một ít lạc rang hay là đậu phộng rang để tí nó đập dập. Bây giờ mình sẽ đi thái su hào cà rốt ra để bóp lộn trước. Nó rất là đơn giản cái cách làm lộn này, nhưng mà khi mà chúng ta biết cách làm ấy, món ăn sẽ cực kỳ ngon luôn. Bếp su hào chúng ta gọt vỏ đi. Sau đó chúng ta thái sợi nhé, hoặc là dùng cái dao chúng ta bào sợi. Rửa sạch rồi bào vỏ xong này thì chúng ta sẽ đi thái sợi hoặc là bào mỏng ra. Các bạn bào nó dài ra nhé, dài sợi ra. Củ này nó hơi nhỏ nhưng mà chúng ta bào ngang thì nó sẽ dài sợi nhé. Thế là khi mà chúng ta làm lộn nó không bị lát. Bào xong nhé thì sau chúng ta sẽ đi trộn với muối đường, ngâm khoảng 15 phút để cho nó hết cái mùi hắc mà nó ra bớt nước đi. Mình thì mình trộn luôn cả hai loại này với muối và đường. Làm cách của mình nó rất là nhanh và đảm bảo nó vẫn giòn ngon nhé. Nó ra bớt nước và hết cái mùi hắc đi. Mình ướp lần đầu thì mình chỉ cho muối và đường nhé. Lần sau thì mình mới cho giấm. Giấm hoặc chanh. Đây mình dùng chanh. Muối này, đừng cho nhiều quá nhé. Đường cho nửa thìa muối nhỏ. Muối 2 thìa đường, đường cho nhiều hơn. Đấy. Đấy. Làm theo cách này nhá, nó rất là đơn giản thôi. Nhưng làm cách này thì mình chỉ vắt cái nước khô đi thôi, mình không cần rửa lại, cho nên mình không cho nhiều muối vì cho nhiều muối nó sẽ mặn ấy. Đảo đều lên, cho chúng ta bỏ cái nước này đi. Đảo đều lên khoảng 10-15 phút, ướp khoảng 10-15 phút nhé, cho nó ra cái nước này đi. Khi nó ra cái nước thì chúng ta mới mang đi, chúng ta đổ cái nước đi rồi chúng ta trộn thêm chanh, đường, tiêu. Cái này cho một chút tiêu cực kỳ ngon luôn ạ. Chanh, đường, tiêu, chút muối bột canh. Không dùng muối trắng nữa mà dùng một chút muối bột canh. Mình không dùng nước mắm nhé, vì nước mắm không phải ai cũng thích ăn đấy. Lộn lộn cho nước mắm không phải ai cũng thích ăn nên hôm nay mình không dùng nước mắm. Rồi đợi 15 phút nữa mình quay lại nhé. Trong khi được ấy, đợi nó được ấy thì chúng ta băm cho mình vài tép tỏi. Nhưng món nộm này phải có tỏi, ớt nhá thì nó mới ngon. Thêm trái ớt nữa thôi, không cho nhiều ớt quá, sợ cay. Ớt này là ớt ở miền núi ấy. Nó nhỏ xíu ấy. Ớt này rất là cay nên mình chỉ cho một chút xíu như vậy thôi, băm thật nhỏ tỏi ớt. Băm nhỏ như vậy rồi nhé thì chúng ta tiếp tục chúng ta thái rau mùi này. Rau mùi chúng ta thái một lắm rau mùi chúng ta trộn cùng thì lộn sẽ rất là ngon, còn phần còn lại thì chúng ta có thể trang trí. Xà lách cũng vậy, chúng ta trang trí. Còn thái nhỏ thì chúng ta chỉ dùng một phần thôi, chúng ta thái nhỏ chúng ta trộn cùng. Rồi bây giờ đi kiểm tra cái phần kia xem được chưa. Đây, khi mà được thì các bạn để ý cho mình này, thấy cái nước nó ra này. Đấy. Chúng ta đổ hết cái nước này đi nhé, nó là cái nước chát và chúng ta vắt thật sạch, vắt thật kỹ đi. Nhưng mà nhớ là
lưu ý là vắt kỹ chứ chúng ta không cần phải rửa nước nữa nhé. Đây, vắt xong mình trộn, khi vắt sạch rồi nó rất là tơi như này rồi nhé, vắt sạch cái nước đi rồi nó tơi như này rồi mà nó không còn cái nước ở dưới cằn ở dưới đáy nữa. Bây giờ chúng ta sẽ trộn rau thơm này, rau thơm này, tỏi ớt băm nhỏ này, đường này, một chút bột canh, cho đường nhiều một chút, lộn thì đường nó phải nhiều một chút. Mình theo khẩu vị gia đình mình thôi, như mình thì mình sẽ dùng 3 thìa đường, 3 thìa cà phê đường đầy với 2 củ cà rốt và 1 củ 2 củ su hào, 1 củ cà rốt nhỏ, 2 thìa đường như vậy, một chút xíu bột canh. Bột canh 1/3 thìa cà phê nhỏ bột canh. Vì lúc trước đã ướp muối rồi ấy, cho nên chúng ta sẽ dùng 1/3 thìa cà phê nhỏ bột canh. Chúng ta nó hơi mặn một chút thôi. Mọi món nộm thì người ta hay ăn ngọt. Nước cốt của quả chanh, quả nhỏ thì chúng ta dùng 1 quả, quả to thì chúng ta dùng 2 quả. Đây mình dùng 2/3 quả. Tỏi, ớt, đường, chanh, muối. Những nguyên liệu rất là đơn giản thôi. Và chúng ta đã có được cái món nộm rồi. Đây chúng ta đảo đều lên cho nó ngấm khoảng 10 phút để cho chúng nó ngấm. Sau đó chúng ta cho ra đĩa và chúng ta rắc thêm đậu phộng rang hay gọi là lạc rang ở phía trên nhé. Để đĩa nó đẹp hơn thì các bạn cho mình vài cái rau lên để cho cái đĩa nó đẹp. Ít rau mùi đặt ở góc đĩa để cho nó đẹp mắt, cho nó có màu xanh. À, nào thì ăn cay thì ta có thể cho thêm, ăn chua ta để rắc thêm chút chua. Đấy là mình đã hoàn thành được cái món lộn rồi, rất là ngon luôn ạ. Không quá cầu kỳ ấy, nhưng mà mình đã có được cái món lộn su hào. Mùa này là mùa su hào cho nên mình muốn chia sẻ để các bạn ăn cái món này ấy. Khi chúng ta ăn thịt ấy, nó ngấy thì chúng ta phải có những cái món nộm như này để nó giảm ngấy để chúng ta ăn được nhiều hơn. Và giờ chúng ta sẽ cho cái phần đậu phộng rang lên trên. Đây ạ, đã hoàn thành được cái món ăn rồi ạ. Và giờ mình sẽ dừng cái clip này đây ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.